Thời gian nào? Hello, chào cả nhà nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Xin mời anh phát biểu đôi lời chơi của ngày hôm nay. Được rồi, mình khỏi gần cái miếng chôn. Cả nhà chiều nay mấy anh em mình vô trời có suy nghĩ ra trò chơi cũng hơi bừa. Hả? Bừa. Bừa gì? Trò chơi bừa. Trò chơi cũng hơi sầm sầm chút xíu mà cả nhà. Thì mấy anh em mới làm xong cái sân banh. Đó, nén ra coi. Cái sân banh này là đạt chuẩn sân Mỹ Đình nha cả nhà. Tàu lao xăng này là xăng đặc chỉnh của thế giới luôn nha. Giờ giữ cái này là gì? Để cho dành cho giải World Cup nha cả nhà. Chơi xăng banh hơn xăng Mỹ Đình luôn. Hơn xăng luôn. Chơi luôn. Đó, đây là hai khung thành. Còn xung quanh đây là cái gì, khu vực giữa xăng nha. Bulin ở gì chỗ bách xe á. Chỗ bách xe. Còn đây là quả bóng nha cả nhà. Đó, đây là dĩa bột, coi như là nếu em nào mà để thua đó thì sẽ nói chung là lãnh cúp, người ta thường đá ăn lãnh cúp, còn này thua lãnh cúp nha. Cứ là thua này nghe cái nè. Nó hả? Nói chung mình chơi trái. Dạ, mình chơi trái vô là mình dứt. Vô dứt hả? Vô là mình dứt. Trong vòng thời gian 10 phút đi. Rồi. 10 phút đi nha cả nhà, quyết định thời gian là 10 phút nha cả nhà. Đó, cứ thua một trái là ra ụp mặt vô liền, thua một trái ụp mặt à. Nhưng mà mình thì bây giờ thì anh em mình chơi là giữ cái vệ sinh an toàn gì không phải gì Covid một Covid mình phải giữ khoảng cách gì 5K và thực hiện 5K nha hả. Đeo khẩu trang nha, nhưng mà cắt khẩu trang một cách cái miệng nói chuyện đúng biết chẳng ra mà cười cái gì này mình không có đá nha, nhưng mà mình để cái banh về chia ra hai bên nha, mình hỏi nha cả nhà. Chơi mình hỏi ở dạ. Đây là hai đội bóng không? Ừ, hai đội khẩu trang xanh và đội khẩu trang trắng. Hai đội đá kiểu hai đội bóng là không làm chết. Thì hai đội đội khẩu trang xanh với đội khẩu trang trắng, tôi xanh ông trắng. Rồi, ok cái này rồi, tiếp tục. Còn đây là một vị cổ động viên. Đó, cổ động viên hướng từ bên Australia về. Cái này là không có bên ai hết nha, cổ động viên. Vỗ cái coi, trời ơi, chào xanh khán giả. Chào xanh cái đó. Chào xanh vô. Vô lên. Vô lên luôn hả? Ừ. Mạnh lên. Cái mâm mượn quá, có đồng viên thì quá ăn rồi. Cái mâm mượn của mẹ nó đó, dỗ mạnh lên. Thôi giờ mấy anh em mình tiến hành vô chơi nha cả nhà. Đó, trong thời gian là 10 phút nha. Cứ việc ai đá vô trái người nào để lọt lưới thì ụp mặt, lọt lưới ụp mặt kìa. Rồi, quyết định. Giờ anh em hai đội bóng bắt tay chụp hình kiếu. Bắt tay nha. Rồi, chụp kỷ niệm ông nội kiếu là khi nào nghỉ gì vậy, kiếu. Rồi, chụp hình kỷ niệm nghe nha. Trời ơi, trời đất ơi. Yeah, rồi, giờ ông về bến tôi về bên đây. Xâm xị chọn xăng luôn. Thì xăng, xăng nào với xăng nào chứ. Vô hai. Bây giờ kháng đài A, kháng đài B. A đâu? Gì? A đâu? Bây giờ nếu mà tôi thôi đại đi. Ừ, bên nào nghe. Rồi vô. Chọn xăng luôn. Vô, giờ mình chia xăng ra mình hỏi nha cả nhà. Giờ xin phép để mình xuống đi. Cái bên nào? Đem xuống chỗ. Ê, ê, không. Giỡn câu trang nha. Gì dạ? Rồi lẹ đi ông nội ơi, hết thời gian bây giờ nè. Khoan lấy cái điện thoại ra bấm phút chứ bấm giờ trời. Vô. Khoan nghe cả nhà, để mình lấy cái điện thoại bấm giờ cái cả nhà ơi. Rồi để banh vô xem. Mình bắt chơi kìa. Xùm xị coi mà bắt chơi trước mới được chứ đâu có chơi vậy hả? Đúng không? Xa quá thổi tới không? Đó. Nè khu vực ông không có không được chồng qua đây. Ủa? Gì? Ngọn chỗ gì thì thổi qua lại. Ừ. Thì tôi tới đây là tôi thổi á. Ừ. Chứ ông cũng tới đây thôi. Ừ. Không được chồm. Khoan, thổi thử cái coi ngừng để mình thổi thử nha cả nhà. Không chồm, không chồm thử coi. Ai cái con này cao quá chẳng biết được. Lấy ra. Ai, khoan, không cho đụng mỏ đúng không? À, đâu cho đụng. Ừ. Thổi thôi. Rồi bây giờ mình vô ha. À, được chậm không ta? Không. Thôi đi ngọn ngoài đi. Ngọn ngoài không? Ừ, ngọn gì đây là anh quốc đó hả? Cho chậm qua vậy. Ừ, qua trong đấy đang bẻ lái chứ không chậm sao bẻ lái. Chứ rồi. Không có cho chậm vô vậy nha. Ừ, rồi. Là chậm bên này. Vậy là bây giờ mình có quyền chậm hai bên biên nha cả nhà, chứ không có cho chậm vô giữa sân gì nha. Pháp luật.
lộn thế. Vô vô. Đây đây đây, đây cổ động viên làm bấm cái nha, chừng nào trọng tài. Lỡ được làm cho. Ông đây nè, mà có mất tiếng không nào hơn nha. Rồi dẫn ra nè. Đó. Đây. Điểm bài thôi nha. Ủa rồi. Xem xì bắt chơi. Bắt đầu chưa? Đây xem xì. 2 3. Bắt. Rồi rồi. Vô nha. 1 2 3. Mưa từ đâu mưa về luôn. Quay. Quay. Ngừng ra tao cái trời. Ai cũng bỏ. Ai gọi thay thôi. Chúng ngỏ rồi nha. Ai gọi. Tắt. Vô, lụm vô. Nguyên vậy luôn nha. Ôi, coi cái trang ra. Coi cái trang ra, nước miếng nó dính nó trọng á, bột nó mới dính nhiều. Tôi biết, ở trong nó ướt hết rồi. Ủa, vậy vậy à, mới đúng là. Vậy nó dính cái gì? Đồ, 1, 2, 3, quýt. Nhìn xe thôi, để nó văng mắt gì xinh. Hả? Được chưa? Rõ lên trời, bỏ lên. Bỏ lên, ngưng dừng trận đấu rồi. À cái dĩa quất cái nào à. Thôi cho tự ập đi. Ập 2 3. Đi không ập. Ập cái nhà thằng này giờ mình bắt tròn hết sắt nha nha. Mình biết không thế nào cứ ập nha. Xuống cái nhà ơi. Xuống. Mở mắt ra trời nhìn bà con đó nè. Ồ hello. Bây giờ mình bắt sơ lại nha ơi. Nãy tao đưa cái miệng vô, đưa cái đầu vô. Đau, đau. Dạ. Không không? Béo cái miệng à? Có ai trong miệng nào béo? Mũi. Trời đất ơi. Rồi đưa bánh ra, đưa bánh ra. Bánh đâu? Bánh trong không lạnh nữa đâu. Giống người ngoài hành tinh chưa? Tiếp tục cuộc chơi nha các nhà. Mình cứ gian lên gian qua nhà luôn kìa. Trời ơi. Gian qua nhà luôn. Cả luôn á. Không sao đâu. Quá trời rồi. Còn nữa, còn hai phát nữa đây. Dạ. Còn hai phát nữa. Hai phát nè. Còn hai phát nữa. Nữa. Còn hai vô mặt không có đâu. Đâu thì trong thời gian 10 phút. Em nào 10 phút là nương đó, hai phát là nương thôi. Đu. 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 Đấy, mình thôi mình bắt xe nha. Rồi. Rồi vô. 1 2 3. Phạt góc đồng lỗi già mà thì đó phạt góc, để cây góc phạt luôn. Đây tao phát bóng lên phát bóng rồi chơi. À dài cũng phạt cái này nè, kiếm như này nè, lết không lọt cái nhà ơi. Đúng. Đấy, dạ. Cái nhà. Chủ nhà. Rồi. Này chơi nè, vô khán giả nó giỡn rồi. Đi mang cổ. Trời khán giả nó giỡn quá nè. Cổ động viên à. Cổ động viên nó giỡn quá, nhiệt tình. Nhiệt tình quá. Thôi vô nghe nè. Để mất thời gian nè. Ừ.
Rồi. Hốt vô, hốt vô. Hốt vô. Ừ. Đây nè. Đây nè, có cái kẻ nè. Xuống cái kẻ. Vô 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 vô. Rồi, xuống đi, vô chút mình lập tép. Có cái dĩa thọt cái dư. Có rồi anh bé ơi. Đồ ơi, mùa vô. Thu năm nay. Tiếng chơi ngày nào. Vô vô, rồi được rồi. Được rồi, tiếp tục nha anh ơi. Hít đủ luôn á. Đã lắm, để vô hít cái gột lên béo kẹt. Béo lắm, béo luôn á. Rồi, để xuống, tiếp tục. 10 phút chưa? Rồi, bắt đầu tới hiệp thứ hai nha cả nhà. Tôi cũng hơi dài nha cả nhà. Giờ anh em mình quyết định trái kìa nha. Thế mà dán bài lật nữa. Rồi xăng banh lật nữa. Ừ. Rồi lật xăng banh luôn. Lật xăng banh luôn nha cả nhà. Lật xăng banh luôn. Quyết cái chiến này là chơi banh cái mâm mày luôn nha. Dục mâm luôn. Dục mâm mày luôn nha. Lên luôn. Rồi em nào thua là ụp nguyên cái bột, ăn nguyên cái bột và dục cái dĩa luôn nha cả nhà. Lên luôn. Nuốt cái dĩa luôn. Nuốt cái dĩa luôn. Rồi, luôn. Phải. Ăn gian trời gió qua đây trời. Gió. Không có trời định. Rồi bây giờ ông thổi đi khoan để nó lăn qua. Chịu lại đem hơi gió lăn qua. Rồi thổi sao vô. Giờ bắt đầu à. Cho. 1 2 3. Ôi tôi mà. Thì thổi đi. 1 2 3. Gì đó. Mùi vô quá. Gạo không vết xe rồi đó. Chúa. Bụi vô mặt không kìa nè. Thổi nó, thổi nó ngập hơi nó không đi mà nó phịch được lên mắt. Không thấy đường luôn. Sao không biết đường đó. Vô làm bài nào chủ ngõ rồi le 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 này là Melanty nha cả nhà. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Rồi chưa nha. 1 2 3. À. Dưới đây dưới đây dưới đây. Dạ. Hết tiền hết tiền bộ. À dở lên nha, đụng mỏ hoài nha bộ. Đụng đâu? Bộ chơi gian quá bộ. Vô. Uống miếng nước, uống miếng nước mình trao cúp luôn nha cả nhà. Cho chị để mình nói chung mình tách nước cùng chơi mình cũng phải uống miếng nước. Thôi cả nhà. Chơi mình trao cúp luôn cả nhà ơi. Rồi. Thôi
hồi nữa công an vô xúc hai thằng luôn. Cá đồn ra. Con banh cái mâm rồi. Banh cái mâm. Công an đâu chưa thấy gì dư mâm hay chung làm trước. Béo rồi. Béo quá cả nhà. Đã cả nhà. Vô cái một quá nhanh quá nguy hiểm luôn cả nhà. Thấy chưa? Mình chơi mình quyết đoán như đó không cơ. Lụm phét. Họ cái phèo nó biến thành tùm lum. Ảo thổi mà lại giờ tưởng là ông ăn cho bành không có bỏ ông dính vô cho bành luôn. Được rồi, uống chứ, uống chứ. Tôi uống chứ. Uống gì mưa? Đúng á. Thằng đúng không? Thằng không chủ. Không chủ vô. Rồi. Dẹp cái xăng bành nha. Vô cái nhà ơi. Giờ mình vô cái nha. Ai ập hết bột thôi nha, không có chơi cái dĩa xuống cái chuyện chuyện á. Vô nè, vô. Cái dĩa này là cái dĩa hiệu tàu lao, cái dĩa này là dĩa hiệu 115 nha. Vô. Ủa, quất đi cái dĩa vô đầu nghe cái cớp là bắt đầu là nghe 115 liền á. Nghe 115 nè. Ông mẹ. Qua đã, im hồng. Thôi cái này mình chơi là mình có chơi, mình có chịu. Chơi có chịu mà. Đúng. Đó, bắt tay cái. Trước khi thắng thua thì người ta ra về là ta cũng phải bắt tay cho ăn bột. Lắc rồi. Nè, sáng sáng đồng hết, chào anh em ơi. Lắc tóc ơi, vô. Đồng hết sáng sáng, chào anh em. Lắc tóc. Giống như vậy sao quá cả nhà. Chắc là trời. Ta là gì? Sáng sáng đầu đáp á, mình đồng hết sáng sáng trời. Lắc rồi nước miếng. Rồi thôi. Cũng tới rồi, giờ mình cất đi ha. Được không? Được chưa? Ăn phần túi giả ha. Mệt hơn chó lắm. Khoái bột lắm. Cái này là ông thằng lúa mà cái gì? Cu lúa bởi làm ra bột, thuốc khoái bột lắm. Được rồi. Thôi anh em mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà cái thích anh em mình nhớ bấm đăng ký, bấm chuông cho anh em mình nha cả nhà. Nhớ like đi nha cả nhà. Like chia sẻ mạnh luôn. Vô mạnh cho mọi người, giúp anh em mình nha cả nhà. Thấy anh em mình cống hiến cho anh em, tạo lên tiếng cười anh em. Chơi là phân hết mình. Này là người gì? Người bạch tạng. Mặt bú quá dài đập gì giống bd vậy. Thở lại bút vú quá rồi. Tại đây mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.